44. Phẩm chúng dụ. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, phát sanh tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập, thì Đại Bồ Tát ấy từ nơi nào sanh đến chốn này? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, phát sanh tin hiểu sâu sắc, chẳng khiếp, chẳng nhược, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng nghi, chẳng hoặc, mừng vui, thích thú, nhất niệm tư duy nghĩa lý của Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, hoặc khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, không hề dừng nghỉ, thường theo Pháp Sư cung kính thưa hỏi, như nghe con chẳng rời mẹ nó. Thì này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì cầu nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng bao giờ xa rời Pháp Sư Bát Nhã. Khi chưa chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, kinh điển cầm tay, thọ trì đọc tụng, tư duy, tu tập, rốt ráo thông lợi, thường theo Pháp Sư, chưa từng ngưng nghỉ. Thì này thiện hiện, nên biết Đại Bồ Tát ấy từ cõi người, sanh vào cõi người. Vì sao? Này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa này đời trước đã thích nghe Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, nghe rồi thọ trì đọc tụng, tư duy, tinh tấn tu tập, lại thường sao chép, dùng các báu trang sức, lại dùng các loại tràng hoa tuyệt diệu, hương xoa, hương bột, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, kỹ nhạc, đèn đuốc, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, do căn lành này từ cõi người chết đi, rồi sanh lại cõi người, nghe Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa ấy, phát sanh tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có Đại Bồ Tát nào thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng sự chư Phật ở phương khác, rồi từ phương ấy sanh vào cõi này, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, phát sanh tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập không mệt mỏi chăng? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, có Đại Bồ Tát thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng sự chư Phật ở phương khác, rồi từ nơi ấy sanh vào cõi này, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, phát sanh tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập, không có mệt mỏi. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy từ trước ở chỗ vô lượng chư Phật phương khác đã nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, phát sanh tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập không có mệt mỏi. Họ nhờ căn lành ấy nên từ nơi cõi kia sanh vào chốn này. Lại nữa thiện hiện, cũng có Đại Bồ Tát từ cõi trời đồ sử đa, sau khi mạng chung sanh vào cõi người, nên biết họ cũng thành tựu công đức thù thắng như thế. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy đời trước ở cõi trời đồ sử đa, chú xứ của Đại Bồ Tát Di Lặc đã thưa hỏi nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, họ nhờ vào căn lành ấy nên từ nơi kia sanh vào chốn này, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, phát sanh tin hiểu sâu sắc, lại thường sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập không có mệt mỏi. Lại nữa thiện hiện, có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện, có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tịnh lự Ba La Mật Đa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện, có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tinh tấn Ba La Mật Đa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh vào cõi người nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện, có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe An Nhẫn Ba La Mật Đa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa thiện hiện, có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tịnh giới Ba La Mật Đa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nay sanh cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bố thí ba la mật đa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe Thánh Đế khổ tập diệt đạo, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bốn tịnh lự, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bốn vô lượng, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bốn định vô sắc, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tám giải thoát, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tám thắng xứ, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe chín định thứ đại, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe 10 biến xứ, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bốn niệm trụ, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bốn chánh đoạn, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bốn thần túc, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe năm căn, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội, do dự, khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe năm lực nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe bảy tri đẳng giác nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tám tri thánh đạo nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe 10 địa Bồ Tát nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe năm loại mắt nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe 6 phép thần thông nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe 10 lực Phật nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe 4 điều không sợ nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe 4 sự hiểu biết thông suốt nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe 18 pháp Phật bất cộng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe pháp không quên mất nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tánh luôn luôn xả nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe trí nhất thiết nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe trí đạo tướng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe trí nhất thiết tướng nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch.
Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tất cả pháp môn Đà La Ni, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Ngay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe tất cả hạnh đại Bồ Tát, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nhưng chẳng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa. Nay sanh vào cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ mê muội do dự khiếp nhược, hoặc phát sanh hiểu biết sai lệch. Lại nữa, thiện hiện có chúng sanh trụ Bồ Tát thừa, tuy ở đời trước được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng từng thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nhưng chẳng thường tùy thuận tu hành, trải qua một ngày, hai, ba, bốn, năm ngày. Nay sanh cõi người, nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, dầu trải qua một ngày cho đến năm ngày, tâm họ kiên cố, không thể lay chuyển, nhưng nếu xa lìa việc nghe, liền bị thối thất. Vì sao? Này thiện hiện, vì chúng sanh trụ Bồ Tát thừa ấy, do ở đời trước được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy có thưa hỏi nghĩa lý sâu xa, nhưng chẳng như thuyết tùy thuận tu hành. Cho nên đời nay, nếu gặp thiện hữu ân cần khuyến khích, thì ưa lắng nghe thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu không có thiện hữu ân cần khuyến khích, thì đối với kinh này chẳng ưa lắng nghe thọ trì. Người ấy đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có lúc ưa nghe, có lúc chẳng ưa nghe, hoặc có khi kiên cố, có khi thối thất, tâm họ bất ổn, tiến thối không thường, như lụa mỏng bay theo chiều gió. Này thiện hiện, nên biết chúng sanh ấy phát tâm hướng về Đại Thừa, trải qua thời gian chưa lâu, chưa thân cận nhiều với các chân thiện tri thức, chưa từng cúng dường chư Phật Thế Tôn, chưa từng thọ trì đọc tụng sao chép tư duy diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này thiện hiện, nên biết chúng sanh ấy chưa từng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chưa từng tu học tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, chưa từng tu học pháp không nội, chưa từng tu học pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chưa từng tu học chân như, chưa từng tu học pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Chưa từng tu học thánh đế khổ, chưa từng tu học thánh đế tập diệt đạo, chưa từng tu học bốn tịnh lự, chưa từng tu học bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chưa từng tu học tám giải thoát, chưa từng tu học tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chưa từng tu học bốn niệm trụ, chưa từng tu học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chưa từng tu học pháp môn giải thoát không, chưa từng tu học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chưa từng tu học mười địa Bồ Tát, chưa từng tu học năm loại mắt, chưa từng tu học sáu phép thần thông, chưa từng tu học mười lực Phật, chưa từng tu học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chưa từng tu học pháp không quên mất, chưa từng tu học tánh luôn luôn xả, chưa từng tu học trí nhất thiết, chưa từng tu học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chưa từng tu học tất cả pháp môn Đà La Ni, chưa từng tu học tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chưa từng tu học pháp quả dự lưu, chưa từng tu học pháp quả nhất lai bất hoàn A La Hán, chưa từng tu học pháp quả vị độc giác, chưa từng tu học tất cả hạnh đại Bồ Tát, chưa từng tu học quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, nên biết chúng sanh như thế mới hướng về Đại Thừa, đối với pháp Đại Thừa thành tựu một phần ít tin, kính, ưa thích, chưa thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập vì người diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Hết quyển thứ 311.